Vâng, xin chào các bạn đã trở lại với kênh giải trí của Cùi Long. Vâng, Cùi Long cũng như Long Cùi. Vâng, đến với video này thì Long làm nói chung phải làm luôn và làm nhanh, bởi vì là một số bạn mới chơi thì là chưa biết gia nhập thế lực ba phe nào thì tiện thể. Tiện, nói chung là tiện ơi là tiện, vì Long mới cày thuê cho một ác. Vâng, chỉ đến tái sinh 6 thôi. Đây là tái sinh 5, hôm qua các bạn có xem video thì các bạn có thể biết Long đập gần 2k 11 cho ác của Phan Long Cùi. Vâng, đây là một người người nói chung là Long cũng chả biết. Một người bạn ở trên YouTube và có comment bên dưới video thì bạn ấy có nhờ Long thuê Long, và chắc chắn là thuê thuê Long đã cày cày ác cho ác này là tái sinh 6 đồ chiến cuồng và cộng 9. Thì Long cũng nhận lời rồi. Vâng, đã chấp nhận lời thì phải làm cho tới cùng. Vâng, đối với ác này thì Long hôm qua đã tái sinh 5 cấp 90 rồi, ăn thẻ tháng rồi, giờ đi làm nhiệm vụ ba phe. Vâng, Long đi làm luôn đây. Vâng, Long đi làm luôn các bạn, vì cũng rất là lâu. Vâng, để làm được nhiệm vụ ba phe thì chúng ta phải đi vào nhiều thế lực Võ Lâm Minh này, sau đó chúng ta phải đến cái thằng này, à quên, ông này này, đấy, tin xấu này, nhận tin xấu này, có tin xấu nhận luôn. Đấy, chúng ta phải ấn nhanh, ấn luôn là làm luôn, vì làm này nó cũng lâu lắm. Đấy, làm luôn. Đấy, nhận được cái gì nhận luôn, sau đó làm gì nữa các bạn này, nhiệm vụ thế lực ba phe chúng ta mở F11 lên, sau đó chúng ta tịnh thông. Trời, không có lòng ba kiểu này chạy vãi tè. Vâng, các bạn đợi một xíu. Đấy, các bạn cứ đến Võ Lâm Minh đầu tiên, các bạn nhận nhiệm vụ, xong mở F11 lên lại làm tiếp, thế thôi. Rất ơi là dễ. À, dễ ơi là nhất. Vâng, ác này thì Long chưa ép ổn định gì cả, mà Long không ép, bởi vì là nhiệm vụ của Long nó khác. Chắc đợt này chắc là Long không dám nhận ác đâu, bởi vì là mệt quá rồi. Long còn đi làm cơ. Thật sự là Long cũng không muốn nhận đâu, nhưng mà không hiểu sao lúc Long lại nhận thêm mấy tài. Thôi, đã nhận thì phải làm. Vâng, đã nhận là phải làm, chứ không thể thất hứa với người ta được. Mà đi làm kiểu này thì lâu vãi trưởng này. Long còn rất là nhiều việc cơ. Vâng, đã nhận xu của người ta thì làm thôi, chấp nhận. Vâng, các bạn cứ làm theo như này hướng dẫn nhé. Đấy, các bạn này mở F11 lên xem nào. Thế được ba phe trà. Nhưng mà nó chạy kiểu này thì Long suốt hết cả ruột. Chắc ngồi ngắm anh ấy chạy chắc cả ngày mất đấy. Vâng, bạn ấy lấy tên là Phan Long Cùi. Vâng, cũng cảm ơn bạn đã quan tâm đến kênh YouTube của Long. Vâng, có qua nên bạn ấy cũng có nhã ý thì muốn chơi thì Long cũng giúp cày luôn. Vâng, nó hơi lạ. Vâng, quên lọng không lọng Ngami đi. Vâng, có Ngami thì sao lại không lọng nhỉ? Thôi tí lọng lọng Ngami đi. Vâng, cái nhiệm vụ này nó có cả nhiệm vụ ở đâu nhỉ? Vâng, các bạn để Long xem có tin nhắn này. Trời ơi, Long Cùi ơi, kia đổi bán cho tôi cái ác. Năm tài sinh 5, 50k mua được không? Trời ơi, 50k, 50.000 này. Được thì được thôi. Vâng, đây. Hoàn thành. Vâng, Long đang chờ ở server cũ nên là không phải cấp 90 mới nhận được thanh long lạnh 3. Vì thế mà cũng rất là gay go. Nên phải cấp 90 ăn Eleven. Vâng, đây, nhiệm vụ 3 phe đấy, làm đi. Đấy, các bạn cứ làm như này nhá. Đấy, Long hôm nay Long dẫn rất từ từ các bạn mới chơi. Ok, sau đó lại mở F11 lên. Về võ đang, ok, đấy.
Vâng, hình như làm cái này phải mất nửa tiếng các bạn ạ. Chà chà chà, lâu vậy. Chắc là tí Long phải tua video đi mất thôi. Vâng, là chúng ta lại về bên này. Ok, đã hoàn thành. Lại có thể nhận. Vâng, rất là lâu các bạn. Bước này là phải kiên trì. Yến Như này, vâng. Đừng qua con lục ạ. Yến Như đây, ngay bên cạnh. Vãi cả linh hồn. Rồi, cái ba. Vâng, để Long xem mã thuế nhân quyền của Long như thế nào. Rồi, đến cái ba. Đây. Vâng, Long là sẽ lấy Ngami để búp cho nó nhanh các bạn. Long có mang Ngami rồi, Long phục sẵn ở đây rồi. Đấy, tại sao mà Long nói là các bạn à, chơi server của Long thì Long hỗ trợ cho nó nhanh. Chứ đi server mới là đơn phương được mã Long mệt. Long mới vào server này, xong vào server khác là Long lòng hoàng. Là Long lại không thích kiểu đấy. Đây là trường hợp này, bạn này chơi server của Long thì Long chơi luôn. À, giúp luôn. Tiện thì giúp luôn, đây. Đấy, Long còn học võ công cho luôn này. Mà tình hình chưa luyện. Vâng, Long chưa dám luyện để bạn ấy chơi, bạn ấy tự luyện thôi. Con này bảo Long luyện xịt này xong lại tốn xu này toi. Vâng, cái gì nó phải ra cái đấy. Mặc dù là anh em càng vâng, càng anh em thì càng phải cái phân biệt rõ ràng. Chứ không phải Utilimer là dễ gây ra hiểu lầm. Vâng, đã hiểu lầm trong game này cũng là rất là vấn đề lớn đấy. Mặc dù là không ai biết ví dụ Long ở đâu hay như nào thì nhưng mà Long lại không muốn tình trạng là mất lòng anh em. Ui trời ơi má ơi. Này bao giờ làm xong nhỉ? Máy có búp đấy, không có búp là toi. Nếu mà trường hợp không có bút thì các bạn phải mua những cái đồ này sẵn trước đi. Ví dụ chúng ta mua một cái linh đồ cùi đấy, nó hỗ trợ thêm. Lòng ghét nhất ở cái công đoạn này. Cho Ngami vào được. Đấy các bạn này, mở M11 lên. Xong lên đây. Vừa phía đông này, giờ phía tây này. Đấy. Thank you.
Rồi, rồi phía Nam các bạn. Phía Nam có ngay phía Nam. Rồi, rồi đến phía Bắc. Vâng, đây đi cái này là lâu vãi linh hồn. Đây rồi. Rồi ok, lên ngựa. Sau đó thì chúng ta lại. Vâng, sau đó chúng ta ra trả nhiệm vụ cho cái ông này. Mà trường hợp không có Ngami thì chúng ta cũng làm được thôi, nhưng mà nó hơi lâu. Nên là không có là phải tận dụng ngay. Vâng, đã có là phải tận dụng. Đấy, các bạn thỉnh thoảng các bạn cứ mở F11 này, các bạn vào nhiệm vụ thiết lập buffer, nó đòi hỏi cái gì thì các bạn làm đấy. Rất dễ thôi. Đấy, các bạn cứ phải ấn mấy lần rồi. Đấy, nhiều lắm, nhiều nhiệm vụ lắm. Có khi là trả ngay nhiệm vụ ở một chỗ ấy. Các bạn phải để ý. Đây là mặt, nó bật đầu san lên luôn này. Đấy. À không bật được. Chế độ mới rồi các bạn. Rồi ok. Rồi chúng ta lại ra trả nhiệm vụ. Đấy nha các bạn nhớ nha, nếu mà các bạn nào mới chơi thì là các bạn cũng có thể làm một mình được, nhưng mà nó hơi lâu. Đây là Long có Ngami thì Long tận dụng luôn. Đấy các bước làm nhiệm vụ cứ tương tự như thế. Vâng, lạ đấy các bạn. Vâng, các bạn nhận nhiệm vụ ở đâu thì các bạn nhớ phải trả cho đấy. Rồi, ok. Chúng ta lại mở F11 lên, y giả. Rồi, ok. Đấy, chúng ta phải đến tìm này. Đấy, đã hoàn thành này. Đây là ngũ độc giáo này các bạn nhớ nha. Đấy, có thể này. Ok này, cho chúng ta lại mở F11 lên. Y thuật dạ này. Vâng, vào chân núi Mê Linh. Y thuật dạ đấy, nó bên này cơ. Đây là ở đây các bạn. Đấy, Long cho ác của Long đi chiến trường.
Đấy, chúng ta nhớ nhá, đến Miu Linh tìm y thuật dạng này đấy. Chúng ta mở F11 lên xem nhiệm vụ ba phe, ấn vào đây thì nó sẽ tự tìm đến. Đấy các bạn nhìn nhá, y thuật dạng này. Đấy. Đã hoàn thành đấy. Có thể trả. Mở F11 lên, Nguyệt Bà. Chúng ta lại tìm đến Nguyệt Bà này. Đây chúng ta cứ mở F11 đây, nó tự tìm đến đây. Chiu đấy. Đấy, Nguyệt Bà tự tìm đến này. Vâng, Hoàng Long sẽ lấy Gami, đi cho nó nhanh. Nếu mà các bạn không lấy Gami thì các bạn cứ ấn vào đây, đánh bại này, hòa khi cản này đấy. Rất là đơn giản, các bạn cứ theo mà thế mà này. Mở F11 lên. Rồi, đi theo. Vậy đây là đi nhanh ấy. Vâng, các bạn sẽ phải đánh bại cái thằng họa Hà Cam này. Vâng, đợi fan của Long Cùi giết ngay lập tức. Đâu chỗ nào? Chà, sao tích trận đây. Cái thằng đây, thằng cầm cái búa đao to này. Vâng, chúng ta chưa luyện vật tịch nên không thể rút được. Chúng ta có thể dùng Na Hán. Vâng, chúng ta có thể là kéo cho quái đi bớt vậy đi. Mấy con lợn cho chết này.
Sợ tập hợp mấy con boss nằm đây một chỗ này. Úi ơi. Sao chết. Vâng, ngồi hồi sinh một tí các bạn. Bùa này to. Rồi, ok. Rồi, chúng ta về gặp Nhật Bản. Ôi, lâu quá. Vậy chúng ta nhớ mở F11 lên nhé, để làm nhiệm vụ. Mở F11 lên chúng ta phải vào chỗ nhiệm vụ chính này, xong đó nhìn cái chữ nhiệm vụ thiên lực ba phe này thì chúng ta làm, chứ không phải là nhiệm vụ văn sức này đấy. Mà có mấy nhiệm vụ thì các bạn phải để ý là đấy. Ý là đấy. Đấy. Làm cái này nó hơi sốt ruột. Ngọc thấy sốt ruột này các bạn. Đây, lại mở F11 đây. Vâng, về Bách Hiểu Sinh rồi. Trở lại Võ Lâm Minh, hồi báo Bách Hiểu Sinh. Rồi, ok. Đây, các bạn phải nhớ mua cái phù nhá. Long không mua cái phù đấy. Trời. Đây, đâm chết đi. Đâm chết ta đi. Đây. Này. Hãy giết ta đi. Trời ơi, chế độ một tiết mới đâu. Đây rồi. Ok. Vâng, là chúng ta đi đường của chuột rất là nhanh. Đấy, chúng ta về Bách Hiểu Sinh. Bách Hiểu Sinh ở đâu? Thì đó là về Võ Lâm Minh. Đây. Vâng, lòng lọng hơi nhiều ác đi nó. Cực kỳ là lạ. Đấy, ok. Đấy. Đấy, chúng ta phải nhận mấy lần đấy, không phải là một lần đâu. Đấy, các bạn phải ấn Nghi Thanh rồi đấy. Tiếp tục đi gặp Nghi Thanh. Trên bộ đang hay bộ đùng đấy. Vâng, Long sẽ còn cho em này về Thanh Đình Sơn. Thành Đô này. Thanh Đình Sơn này, đấy, hẹn gặp nhau ở đây.
Vâng, Nghi Thành. Đấy, chân núi Thanh Thành Sơn, đấy các bạn nhìn nào. Rồi, nó chạy hơi lâu các bạn thông cảm. Lòng ghét nhất là cái đường chạy của này. Đường thì vong vo quằn quèo. Này biết đến bao giờ mới chân núi Thanh Hành Sơn. Vâng, đến núi Ngũ Hành Sơn thì hiểu được. Chân núi thì bực mình. Đấy. Đấy, Thanh Thành Sơn này các bạn nha. Đến chỗ này này, đấy, xong là về là xong, ok. Đây các bạn này sẽ gặp cái thằng này. Các bạn nhìn này đấy, mở tọa đại lên ở chỗ này đấy. Đồ con quả này. Mở F11 lên. Gặp Ngami đại sư tỷ. Rồi trên này, chỗ này đấy, chỗ này. Đây, mở F11 lên và đánh bại mấy cái con này. Rồi ok, sau đó ta về Ngami. Vâng, sau đó chúng ta đến Võ Đan nè. Đến Như rồi, đây xem nào. Vâng, nó sẽ đi đường tắt. Đến nhanh. Đấy. Vâng, sau đó chúng ta về trường não bất hiểu sinh, thế là xong.
Vâng, chúng ta trả nhiệm vụ. Vâng, đấy là toàn bộ những đoạn video Long đã giới thiệu cho các bạn làm nhiệm vụ ba phe, gia nhập thế lực ba phe như thế nào. Và đây là nhiệm vụ cuối cùng rồi. Vâng, đã hết nhiệm vụ. Đây, cái này là không phải. Các bạn có thể mở F11 lên. Lựa chọn cuối cùng. Vâng. Đấy, hết rồi này. Đấy. Đấy, các bạn xem, nhìn đây. Những cái này là không phải. Đấy, sau khi mà trả hết các nhiệm vụ rồi thì chúng ta có thể là gia nhập thế lực. À, có ba thế lực, đây là thế lực Hưng Khánh này, đây là Quỳnh, đây là ông Quỳnh Quyết này, còn bên này bên nào nhỉ, Thiên Long Tự này, thì là Ác Quả Long làm hết binh Hưng Khánh, thì Long sẽ gia nhập Hưng Khánh và chúng ta chọn dòng 2 rồi tiếp tục chọn ok đấy. Đại Hiệp đã thành công Võ Lâm Minh gia nhập thế lực và Long có thể là vào luôn cho các bạn xem này. Đấy, vào Hưng Khánh này. Đấy, đấy, Long có thể là hoàn toàn là cướp tiêu này. Đây, vận tiêu này và trộm một phách, làm một phách gì đấy. Đây trồng cây này. Đấy, hoặc là cướp cây này. Đấy, hoàn toàn có thể, hoặc là để có đến đây có thể là đào kho báu này. Đây, bạn có thể đào kho báu này. Đấy, mảnh bản đồ đấy. Vâng, hoặc là các bạn có thể về Bệnh Kinh theo nói này. Đấy, Long có thể là nhận phần thưởng luôn. Phần thưởng này. Bang hội này. Gia nhập bang hội này chưa hoàn thành này. Đấy. Cái này tài chính thần thụ chưa hoàn thành này. Hướng dẫn này. Gia nhập thế lực này, đã hoàn thành này. Ok. Thẻ tháng đã hoàn thành. Ok. Và Long có thể là nhận thưởng luôn. 2K1. 2K, ok. Đấy. Còn về kinh mạch thì là chúng ta có thể. Đấy, Thiên Đốc Quyền mà. Chúng ta phải mở khóa. Khóa này. Khóa tên là gì nhỉ? Long Cùi. Rồi. Long Cùi. Ok. Chúng ta có đã kinh mạch này. Đấy. Đó. Chưa được. Long Cùi. Rồi, ok. Đấy, các bạn nhìn chưa? Đấy. Thiếu. Vâng, đấy là toàn bộ nhiệm vụ tham gia thế lực ba phe. Thì Long đã hướng dẫn toàn bộ cho các bạn. Nếu mà các bạn đơn phương độc mã thì là các bạn có thể là đi làm nhiệm vụ một mình. Đây là Long có Ngami rồi. Thì Long nhờ sự trợ giúp của Ngami cho nó nhanh thôi. Còn làm một mình thì nó vẫn tương tự như thế thôi. Có điều là nó lâu hơn một tí. Thôi không nói nhiều nữa. Nếu mà các bạn thấy làm hướng dẫn các bạn giúp được các đỡ các bạn một phần nào đó thì hy vọng các bạn đăng ký kênh ủng hộ và chia sẻ video giúp Long. Vâng, bye bye.